Xin chào cả nhà. Mời cả nhà hãy quay trở lại với kênh Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội. Và hãy theo chân Mẹ Bảo Hân vào Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Hôm nay thì Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ đến với mọi người cái vườn thuốc lam tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thì ở đây trước mặt chúng ta chính là ngôi nhà Việt, ngôi nhà cổ của người Việt. Và Mẹ Bảo Hân đã có một video riêng chia sẻ về cái ngôi nhà này rồi. Mọi người có thể xem ở trên kênh Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội nhé. Và bây giờ chúng ta hãy theo chân Mẹ Bảo Hân để đi đến vườn thuốc nam ở trong bảo tàng. Chúng ta sẽ đi vào gian bếp của ngôi nhà Việt để đi ra đến vườn thuốc nam nhé. Xoay cả nhà, đây không phải là gian bếp mà chúng ta sẽ đi ở cửa ngách, cái ngách rất nhỏ. Và Mẹ Bảo Hân thì rất thích cái vườn thuốc nam này. Và có trên kênh Mẹ Bảo Hân thì Mẹ Bảo Hân đã quay rất nhiều những cây thuốc nam quý đã được lưu tồn bảo tồn ở đây. Ở đây chúng ta ra đến vườn thuốc nam rồi ạ. Và ở đây là cây cúc tần. Thì Mẹ Bảo Hân đã có một video chia sẻ về cây cúc tần và công dụng tuyệt vời của cây cúc tần rồi. Mọi người có thể xem trên kênh Mẹ Bảo Hân nhé. Và đây là cây liệu. Hầu như tất cả các cây thuốc ở đây thì Mẹ Bảo Hân đã làm video và chia sẻ những công dụng của cây thuốc ở trên kênh của Mẹ Bảo Hân rồi. Mọi người có thể tham khảo trên kênh đó, xem ở trên kênh đó nhé. Hầu hết là những cái cây ở đây thì Mẹ Bảo Hân đều biết tên. Bởi vì các bác cũng biết là Mẹ Bảo Hân thì có một cái kênh khác, đấy là kênh Mẹ Bảo Hân. Kênh này chuyên nói về thảo mộc, thảo dược Tây Bắc. Và đặc biệt là Mẹ Bảo Hân bán trà hoa cúc Tiến Vua, một trong những sản phẩm chính của Mẹ Bảo Hân.com trên cửa hàng Mẹ Bảo Hân. Ở đây chúng ta có là cây dành dành đây các bạn ạ. Cây dành dành này ra hoa rất là thơm, rất là đẹp. Và quả dành dành thì còn có tác dụng là để tạo màu rất là đẹp nhé. Trước mà các bạn làm mía lau, cái cây mía lau thì cực kỳ nhiều công dụng. Và Mẹ Bảo Hân cũng đã chia sẻ công dụng của mía lau đến với mọi người qua kênh Mẹ Bảo Hân rồi. Đây là đơn đỏ, đơn lá đỏ, mọi người nhìn này. Cây đơn lá đỏ thì có công dụng là để tắm mát này, rồi là bị mẩn ngứa mề đay thì sử dụng cái cây này rất là tốt. Cây đơn lá đỏ các bác nhé. Còn đây là hoa đa nhài. Hoa nhài thì một thứ hoa rất là quen thuộc đúng không ạ? Ở phía dưới đất thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cây hồi đầu thảo. Đây, hồi đầu thảo. Ở đây chúng ta sẽ thấy một bụi hoa hiên. Hoa hiên thì có tác dụng là chữa mất ngủ rất là tốt. Đặc biệt là các bạn có thể sử dụng cả cây, cả hoa của hoa hiên. Hoa hiên thì các bạn có thể nấu canh rất là ngon. Hoặc là cây, củ của hoa hiên chúng ta đều có thể đun lấy nước uống và trị mất ngủ rất là tốt. Ở đây có rất nhiều loại cây thuốc nam, một vườn thuốc nam. Ở đây là lá lốt. Cái lá lốt thì chắc là các bạn không lạ nữa rồi. Lá lốt, ngày cứu. Và đây là cây xương sông các bạn nhé. Xương sông đang ra hoa này. Xương sông thì chúng ta cũng có rất nhiều tác dụng. Và đặc biệt là các bạn đã từng ăn món xương sông mà quấn với thịt lợn rồi đúng không ạ? Rất là ngon. Ở xa kia, đây là cây bưởi bung. Bưởi bung thì mùa này không có hoa. Thì Mẹ Bảo Hân đã chia sẻ với mọi người với kênh, ở trên kênh Mẹ Bảo Hân về cây bưởi bung này. Và còn quay chụp được cả hoa và quả của nó và cái mùa hoa quả của nó cơ. Đó. Có thể gọi nó là cây bưởi bung hoặc cũng có thể gọi nó là cây cơm rượu. Rồi đây là một cây láng, hoa láng rất là to. Ổi. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một cây hương nhu. Hương nhu trắng các bạn nhé. Có hai loại hương nhu trắng và hương nhu tía. Thì ở đây là hương nhu trắng. Rất là thơm. Nhưng cái hương nhu tía thì nó sẽ còn thơm hơn thế này nữa cơ các bạn.
rất rất nhiều các loại cây. Và mẹ Bảo Hân sẽ chỉ nói sơ qua thôi nhá. Ở đây thì có cái vườn thuốc lan này. Mẹ Bảo Hân cũng không đếm được hết là nó có bao nhiêu loại cây. Các bạn đã nhìn thấy cây sa nhân chưa? Ra đây mẹ Bảo Hân sẽ chỉ cây sa nhân cho mọi người xem nhá. Đây. Đây là cây sa nhân. Nghe thấy tiếng sa nhân thì chắc là nghe nhiều rồi. Củ sa nhân, quả sa nhân nghe nhiều, nhưng mà cây sa nhân thì chắc là các bạn cũng ít biết đấy. Đây chính là cây sa nhân nhá. Nhìn nó khá giống gừng đúng không? Đó. Vâng, và hôm nay rất là may mắn là chúng ta đang nhìn thấy một cây bông. Cây vông nó đang ra hoa. Đó, cây vông nem đấy các bạn ạ. Đây là cây vông nem. Nó đang ra hoa, cây vông nem cũng rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Đây là cây đơn trắng. Hôm nay nó hết hoa mất rồi. Và đây là cây sung. Đi hết cái vườn thuốc này thì rất nhiều các loại cây thuốc. Đây là vườn thứ nhất nhá, vườn cũ. Ngày xưa người ta đã làm. Còn mới đây thì Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã mở thêm một vườn thuốc mới ở bên cạnh cái vườn cũ. Các bạn có thể tham khảo. Đi tiếp chúng ta sẽ có thêm một cái vườn thuốc nữa. Mẹ Bảo Hân chia sẻ nốt cái vườn thuốc này nhé. Các bạn có biết đây là cây gì không ạ? Cây hồng. Hồng mùa này đã rụng hết sạch lá rồi. Đây, chia sẻ với các bạn đây, cây chim lũ hoàng cung. Cây dao, hay còn gọi là cây xương khô, xương khỉ. Mỗi vùng gọi một kiểu, nhưng mẹ Bảo Hân thì gọi nó là cây dao và cây huyết dụ. Cây huyết dụ thì các bạn nhìn đây, chắc nhiều bạn biết rồi đúng không ạ? Cây huyết dụ. Ở đây thì có khá nhiều loại cây mà nó trùng lập với lại cái vườn cũ, ví dụ như hoa hiên chẳng hạn. Đó, huyết dụ. À, và đây chia sẻ với mọi người cây hương nhu tía này. Hương nhu tía thì thơm hơn, đậm hơn. Không biết là bảo tàng có đóng đúng cái tên không? Chuẩn luôn. Đó, hương nhu tía. Thì thực ra bảo tàng chắc là cũng nhiều khi cũng có cái sự nhầm lẫn đấy. Cho nên khi các bạn vào đây các bạn cũng phải lưu ý này. Có những cái biển này bị cắm nhầm. Mẹ Hân đã từng đi cắm lại biển cho bảo tàng này mấy lần rồi, rất nhiều lần. Và cái chị quản lý ở đây thì chị cũng nhiều khi chị cũng bảo là chị bị nhầm, không nhớ được hết. Nhưng biết gì thì chia sẻ đấy, và biết gì thì có thể hỗ trợ cho bảo tàng cái đó đúng không ạ? Không vấn đề gì cả. Mẹ Bảo Hân thì sẵn sàng làm việc đó. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với một cây nữa là cây xài đất. Xài đất các bác nhé. Xài đất có tác dụng rất rất tốt cho việc tắm cho trẻ nhỏ, đúng không ạ? Mát. Các bé bị rôm, bị sởi, sẩy, rôm rồi thì nóng, các bé có thể sử dụng cái cây xài đất này để tắm rất là tốt. Đây, hương nhu đây. Tiếp đến đây vẫn là hương nhu trắng nhá. Hương nhu trắng giống như bên kia kìa. Hồi đầu thảo rất là nhiều. Và đây chúng ta có một cây khế. Thì lần trước mẹ Bảo Hân vào đây thì mẹ Bảo Hân đã quay cái cây khế. Và có một cái video về cái cây khế này rất là nhiều hoa. Bây giờ thì nó hết hoa rồi, đang quả rồi. Vâng, ở trong kia có một cây dứa dại rất là to. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Thực ra thì một số loại cây ở cái vườn thuốc này mẹ Bảo Hân không biết tên đâu. Có thể nhìn cây thì nhận ra, nhưng mà và có thậm chí là nhìn cây thì nhận ra là cái cây đó có thể chữa được bệnh gì. Bởi vì đã được bà ngoại Bảo Hân dạy rồi, thế nhưng mà để nói tên thì mẹ Bảo Hân lại không nói tên được. Và có thể là mỗi vùng miền lại gọi một cái tên khác nhau. Đó. Ví dụ như là cái cây này thì nó không phải là cây y dĩ đâu. Mẹ Bảo Hân quên rồi, không nhớ tên nó là cái gì.
Nhưng mà đây là một hiện tượng của đào cắm nhầm này. Đây không phải cây dĩ, khẳng định luôn. Nhưng mẹ bảo Hân quên không nhớ tên nữa. Đây cây sả. Đây cây nem vông, cây vông nem đây. Rất là to. Táo. Vâng, những quả táo chín trên cây. Và đây chúng ta có một cây gọi là cây dâu tằm nữa đây. Tất cả các loại cây thì đều có tác dụng làm thuốc rất là tốt đúng không ạ? Có điều là chúng ta biết được cái công dụng của nó đến đâu. Đây cái cây này thì mẹ bảo cũng đã được bà ngoại dạy rất nhiều nhưng mà không nhớ nó là cái tên nó là cây gì. Đợt này thì nó vào thì nó rụng hết lá rồi, chỉ có hoa thôi. Ở trên Tây Bắc thì rất nhiều cái cây này. Và mẹ bảo Hân thì cũng nhớ cái cây này thì dùng để làm thuốc gì thế nhưng lại không thể nhớ được tên của nó. Cây bỏng. Đó, cây lá bỏng đây. Và đây là cây chè vàng. Vâng, ở đây thì bảo tàng ghi là cây xương cá nhưng mẹ bảo không chắc nó có phải xương cá không. Hình như đúng, đúng cây xương cá. Bên này thì có cây rẻ quạt. Tất cả cây cối ở đây thì đều là mang tính là gọi là viện bảo tàng thôi chứ còn thì. Đây, chè văng đây. Đang bơm mởn đây. Rồi, đó là toàn cảnh về cái vườn thuốc nam của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. À đây, chia sẻ mọi người đây cây sáo huyết này. Cái này cũng rất nhiều công dụng tuyệt vời. Và mẹ Bảo Hân xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Hân. Hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like xem và subscribe kênh để ủng hộ cho mẹ Bảo Hân nhé. Và chúng ta sẽ hành trình đến với những video tiếp theo của mẹ Bảo Hân về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Goodbye, see you again.